Rồi, tiếp theo mình sẽ mở cho các bạn xem cái đàn nha. Thì đàn của mình mua về nó có một cái túi đựng rất là đẹp để tiện cho việc thì sau này mình cái hộp mình sẽ không sử dụng nữa rồi, thì nó cho mình cái túi này để đựng cái đàn. Cái này tiện rất tiện cho việc đi ghi hình ở xa thì sẽ bảo vệ cho cái đàn của mình nó sẽ tốt hơn. Ở đây nó có 3 bộ phụ kiện. Cái này còn có dây nguồn điều khiển độ sáng của đàn và bật tác. Ở đây nó có 3 bộ gá đỡ điện thoại để gắn trực tiếp lên cái khu vực đàn của mình để livestream á. Thì nó có 3 bộ gá đỡ điện thoại. Mình thấy gắn vào cho các bạn xem luôn. Còn mình gắn trực tiếp vào cái đàn luôn nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Nó ra gắn vào như này. Dùng cái siết này giữ cố định như này. Thì cái giá đỡ điện thoại này đó mình cảm thấy là ok nè. Nó có thể xoay được 360 độ tất cả các chiều. Và cái trụ của nó ở trong này nó có lò xo dùng để cố định đó. Mình có thể di chuyển cái đàn cái điện thoại của mình theo cái ý mình muốn. Này là chân đế của nó gắn vào để một hồi cố định vào trong cái đàn này. Rồi cái này này ba cái giống như đàn luôn. Thì một hồi mình sẽ gắn vào trong cái đàn cho các bạn xem. Rồi, theo mình sẽ tháo cái đàn cho bạn coi này. Thì cái đàn của mình mua về nó nằm trong hộp này, bảo vệ nó là chắc chắn luôn, rất là đẹp. Thì cái đàn này độ rộng của cái đường kính của cái đàn 45 cm. Thì đàn này nó có thể có 3 màu điều chỉnh tùy vào độ sáng của mình thích, là màu trắng này, màu trung tính và màu vàng. Giờ mình sẽ tháo ra và gắn vào chỗ đàn luôn nha. Đẹp. Gắn vào mình test, mình sẽ review luôn các bạn coi độ sáng của đàn như thế nào nha.